Hay một lần nữa xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ ăn món bánh tôm chiên cuốn bát tràng và rau sống nha mọi người. Giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng ăn với mình nha. Đây mình xin giới thiệu các bạn, đây là một chén nước mắm chua, chua ngọt nha các bạn. Ở đây mình sẽ có một rổ bánh tráng nè. Đó. Và mình cũng có một tô nước để mình nhúng bánh tráng. Cái này thì nếu như các bạn thích thì các bạn ăn cùng với lại bún cũng ngon, nhưng mà mình ăn như vậy thì mình ăn ít tôm hơn, ít bột hơn. Là giới thiệu cho các bạn, đây là bánh tôm mình chiên rất rất là nhiều tôm nha các bạn. Đó. Cái này là tôm sông, tôm nhỏ nhỏ, tôm sông nha các bạn. Mình ăn kèm với lại rau sống với lại rau thơm. Giờ xin mời các bạn nha. Các bạn xem coi mình ăn cái mâm này coi có hết không nha các bạn. Mình bỏ một cái bự luôn. Cho miếng rau thơm vô nữa. Cái cuốn chà bá luôn. Wow. Ngon quá các bạn ơi. Thơm của cái đầu tôm xong và giòn của cái đầu bột đó, nó rất là ngon. Ngon quá không? Quá ngon quá ạ. Biết sao không? Mình thích ăn cái món này nè, là có một lần mình đi cùng gia đình xuống ở Bình Phước, thì mình đi cái nhà hàng nổi nhá, trong đó chiên cái bánh chiên cái tôm này nè, là mình ăn một lần á, cái tự nhiên là mình ghiền luôn. Mình ghiền nó xong mình về mình học hỏi rồi mình chiên để mình ăn cho cả gia đình cùng ăn nữa. Cái nhà hàng nổi, cái nhà hàng bè bè nổi trên sông. Giòn ngon. Ở dưới Bình Phước á, từ Sài Gòn đi xuống ở Bình Phước là khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ở cái chỗ đó là mấy cái nhà hàng,
bè nổi trên sông. Có cái sông thì người ta làm cái nhà hàng là toàn là bè không ở ở trên mặt sông á, nó rất là mát mà thú vị lắm các nhà. Uống lần miếng bự cho nó đã. Cái này mình ăn rau thơm với lại xà lách nhiều cho nó đỡ ngán. Cái bánh này thì nó nhanh ngán.
Các bạn ơi, chắc clip của mình đến đây đã tạm dừng rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi những video của mình nha. Các bạn nhớ hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye bye.